Chào các thầy cô, thì bây giờ em xin khái quát về cái phiếu đánh giá toàn tổ công đoàn của toàn năm học. Thì với các tiêu chí này, hiện tại em đã rà soát qua về cái điểm rồi, thì em xin đi qua lướt qua ha, cái mục số 1 á, 20 điểm là tổng cộng. Thì về công tác chính sách pháp luật thì mấy cái này thì cũng thấy rõ ràng á, là cái như các thầy cô thấy thì đây tổ mình tự chấm á, là cái cột ở giữa này. Thì sau đó thì phụ trách công đoàn trường á, cơ sở sẽ chấm chấm lại ở đây ha. Thì bây giờ mình chấm là cái cột mình ở giữa. Thì với các cái mục trong cái mục mục chấm như thế này á, thì các nội dung thì hầu như là mặc định là chúng ta có thể đạt hết ha. Rồi đây về vận động vân vân mọi thứ, các chương trình, và các chương trình này mình cũng đều có tham gia đầy đủ, cho nên là điểm với chúng ta ở đây là mình cho của mình là điểm tối đa luôn. Rồi mục số 2 này thì mình có bị giảm 0.5 điểm, bởi vì có tiêu chí ở đây á, thì em thấy có cái tiêu chí mà mình thiếu, có nghĩa là đây cái viết cái bài viết lên cái sổ tay công đoàn, thì cái này thì em nhớ là mình không muốn có tham gia, không tham gia thì ở đây, cho nên là mình bị tụt 0.5 điểm ở cái chỗ này, còn các cái tiêu chí khác thì mình có hết. Rồi có mục số 3 cũng vậy, mình cũng đầy đủ, cho nên là điểm của mình cũng trọn 15 điểm, tham gia các buổi tập huấn rồi vân vân. Thì rồi giới thiệu một cái đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng, thì cái này có mình có một đoàn viên, thì cái này trong danh sách thì em có làm hồ sơ với cái tên ở bên phía em hậu phụ trách, thì có giới thiệu thầy thầy Thành ha. Thì cái này chúng ta có được 2 điểm, cái điểm đó ha. Những cái mục khác cũng vậy, chúng ta đầy đủ các nội dung tham gia, chúng ta có đủ trọn hết. Rồi công tác tài chánh thì tương tự như vậy, các nội các chính sách, rồi chúng ta nhận các tiền về cũng như tham gia, thì chúng ta có không, để xem hình như cái này là chúng ta bị tụt nửa điểm này, bởi vì cái quốc tế thiếu nhi có, nhưng mà trong thu á, thì như em không biết rõ nhưng xưa, nhưng mà như cái này chúng ta không có tham gia thì có thể ở cái ở không cái mục về dưới này rồi. Ok, thì cái tài chánh này thì chúng ta hưởng trọn 15 điểm ở trên này ha. Còn công tác nữ công ở này thì chúng ta bị mất 1 điểm, thì nó liên quan bởi vì hoạt động trung thu á, trường tổ chức mà như là khoa mình không có ai tham gia, nếu có thì phản hồi cho em nhé để em tăng thêm cái điểm này. Mình không có, còn không trại hè Thanh Đa thì cái này mình cũng không có ha. Cái này mình phải xuống một là 8.5 đây xem nhé. Tại trại hè Thanh Thanh Đa mình không có tham gia, quốc tế thiếu nhi 1/6 thì có, mình có nhận nhận tiền hỗ trợ ha. Trong người Đức Cảnh thì mình đang tiến hành làm, thì cái này mình sẽ có thôi, nghĩa mình mất 2 cái mục này mình không có tham gia. Nhưng mà cái này cũng là kỳ ở chỗ là vì mình có tổ chức nhưng mình có tiêu chí là không có tham gia, thì tự nhiên mất cái điểm này thì như thế nào đó, xem lại phía bên, bởi vì người ta cũng phải xét duyệt, thì mình bị mất 1 điểm đó. Bên cạnh đó dưới này thì như chúng ta cũng bị mất nửa điểm nữa, tham gia vào hoặc hỗ trợ ban nữ công quần chúng thì cái này mình không có tham gia. Cái này em đang phân vân ở đây, thì với mình mất điểm trên kia thì chắc em nghĩ em sẽ chèn điểm trên đây cho mình. Ok, thì người ta sẽ rà soát cổ bên kia, nhưng bây giờ mình cũng về lại chiếm điểm của mình rồi, có nghĩa mình mất cái trung thu, mình không có tham gia, Thanh Đa không có tham gia thì mất 1 điểm rồi ha, nghĩa mình còn 9 điểm. Ok, rồi công tác kiểm tra thì cái này mặc định có điểm hết ha, bởi vì người ta yêu cầu thông tin gì thì mình đều có rồi, nếu không có thì được điểm tối đa. Thì cái này công tác kiểm tra thì cũng như là để tham gia cái này rồi, cũng như những cái việc dưới này thì theo em được biết thì chúng ta cũng không có trường hợp gì đặc biệt liên quan tới cái này, khiếu nại tố cáo hay là cái gì hết, cho nên chúng ta cũng hưởng trọn điểm. Rồi công tác tổng hợp cũng vậy, tương tự như vậy, báo cáo rồi yêu cầu của cơ sở email như thế nào thì đại diện thì em luôn hoàn thành, để mà không có cũng như buổi họp vân vân mọi thứ email vẫn một trước thời hạn nếu có tham gia ha. Đây rồi để cung cấp tin bài ảnh hoạt động nổi bật của tổ công đoàn để giới thiệu website, thì cái này thì chưa có, thì có khả năng là mình bị
vì người ta cũng phải xét xuống thôi, cung cấp bài ảnh thì cái này em chưa thấy người ta kêu gọi cái gì cả, cho nên mình chưa tham gia, lựa chọn này chưa có, thì khả năng trên này chúng ta bị tụt 0,5 điểm. Đó, tụt 0,5 điểm có nghĩa là đây, ở phần kéo xuống bây giờ, 0,5 điểm ở một nào đây. Cái file này nó rất là khó chịu. Xuống cái mục này. Đây, ở một cái mục này. Tức là chúng ta sẽ có 9,5 điểm. 9,5, tức là cái tổng kết khi nếu cộng lại cái này thì chúng ta sẽ đạt là 93 điểm. 93 điểm thì cũng chúng ta cũng trong cái phân mục là chúng ta là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ha. Thì cái điểm mà tối đa cho dù ở trên này có như thế nào tối đa cũng chỉ có 95 thôi, thì chúng ta bị mất 2 điểm. Thì người ta đánh giá thì ban chấp hành của trường sẽ cho thêm 5 điểm với gói không, thì tổng cộng điểm của chúng ta sẽ có ở đây, rồi người ta sẽ đánh giá chỉ tiêu ở đây. Mà em nghĩ là chắc chắn chúng ta cũng đạt trong khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thì đây là cái nội dung mà em muốn chia sẻ với các thầy cô. Thì đây là cái file tổng kết, nếu mà trong cái này có thiếu sót gì thì thầy cô cập nhật cho em để mà chúng mình nâng điểm thêm. Nhưng dù sao khoảng này thì mình cũng được điểm rồi, và mình em sẽ gửi cái file này trên đường link cho thầy cô xem qua. Thì cái này mình rút kinh nghiệm thôi, dù cho sang năm thì có những cái tiêu chí nào mình thấy có được điểm ở trên này á thì mình sẽ tích cực tham gia hơn để mà mình vẫn tiếp tục giữ cái duy trì cái mức độ điểm cao nha. Em cảm ơn thầy cô ạ.